Rồi cái này hổ về cho em nè. Hổ về hổ đi giùm em. Đi vậy. Ông chúa luôn quý vị. Chết để thông nó thôi rồi. Chứ không siêu quạnh quạnh. Quán siêu quạnh qua siêu quạnh không biết gì. À, theo ở trên núi xuống đây là một ông bán xà tu 7.000 năm rồi. Còn ông bán xà nào nữa không? Có ông hổ mây luôn hả mà ta. Tao bịt mặt lên. Ừ, bịt mặt không? Đó. À. Tiếng này chị chơi bịt mặt lên. À. Chơi với Hồng Nguyễn không chơi dai hết. Rồi. À. À, thử dữ là nè. Đó, chị Hèm mới đây gặp thứ dữ rồi. À, quá dữ rồi. Nhiều Hèm mới đây gặp chứ đụng như thứ dữ rồi. Trời ơi, ca sĩ bị mặt như đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi. Nhiều Hèm á. Thấy chị không Nhiều Hèm? À. Đó, sợ Du Hiền mà quánh Du Di rồi, Du Hiền quánh Du Di rồi, đặt mà bên đây bịt mặt lại, giấu mặt lại. Quá dữ. Quá dữ. Hết biết ai luôn. Trời ơi. Ma mà làm sao mà không bịt mặt. Trời ơi. À, tỷ anh nhanh ơi. À, theo mà bữa nay là lễ của Đức Cố. À, tỷ đến đây là để nhận nhiệm vụ gì hả tỷ? Tỷ để làm niềm vui cho ông có mừng. Ừ. Chứ không có nhận lệnh gì hết, mình lại gì nhận lệnh. À, nhận làm sứ mệnh đó. À, người biệt dân ẳng ở sao nhận. Khi mình làm thì cái bí mật mình không hiểu được á. Mà tại sao bữa nay tại sao mình về đây? Ngày dỗ ông cố mà tại sao mà mình không có dở cái mặt ra, mình để mất liền cái mặt rồi. Cái mặt nó sâu quá. Sâu quá. Sâu quá thì mình là trời ơi, này nữ này ừ ẩn danh à nha. Ẩn danh mà cái này là Du Di ẩn danh. Ừ, Du Di rồi nhưng mà dở. Rồi về dự ông cố này mình có cái gì nói mình lộ chút ơi. Ta không sẽ lộ được gì hết, ta chỉ là ma mà tái kiếp tái sanh lại, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tu, biết thiền, biết lấy tình thương đại đập. À. Về đây giữ giữ không, hôm qua có ông lão ẩn cư bữa nay tới giờ, nữ ẩn gì ẩn danh hay gì, mình có danh tính gì không bà lão? Danh danh này là mình cũng không cho biết được. Không cho biết được ha. Sao mà không cho biết được mà sao? Mình lộ một chút đi. Lộ lên thì người trần gian có hiểu được bên mà quốc độ ta trở về không ở à. Rồi cấp mong mang tội lỗi nghiệp đầy giấy, ta không muốn ra bài cho người hiểu biết. Chỉ ta về đây ta làm vui với Diệu Hiền ơi. Nó quay mình xuống làm vui với Diệu Hiền thôi ha. Ừ. Tại vì Diệu Hiền đã ta có gặp qua rồi, thì hôm nay ta có duyên lành, cỡ duyên thúc dục to mà bịt mặt ra đây gặp Diệu Hiền liền. Ở trên núi Cấm thì có ma không mặt. Bây giờ bữa nay xuống tới dự cái lễ của ông cố thì bữa nay là gặp không có mặt nữa rồi. Không biết cái cơ như năm nay như thế nào vậy ta. Chị tỷ. Cơ này là cái cơ khổ cực, cơ này là cơ thế lai, hồng trần sẽ khổ lắm đòn. Gan sao mà trao tâm, trao tánh, trao lòng, tự bi hiện tiền. Tại thế trần gian có gì đâu mà vui sướng đâu nè.
lực thiên định cha trên đã đưa xuống trần, giờ này phải gán ăn ở hiền lành, đừng mãi sao được phát bà Quan Âm tiếp điển cho linh hồn, ơ hở linh hồn, giờ đây hồn đau lai về xác trần này, hồn này biết tu, hồn này biết ăn chay, biết niệm Phật, biết thương ngự, biết bao la, không riêng tư ai hết nha trơn ơi à. Trời ơi. Không có thấy mặt. Ở đây là cư sĩ này là nữ cư sĩ này là không có thấy mặt. Nữ ẩn danh. Ẩn danh mà. Trên núi xuống á cô. Trên núi mình xuống núi hồi nào á cư sĩ? Xuống núi 2 đêm, đêm nay nữa 3 đêm. Ờ. Mình nói núi mình có cái nhân gì mình xuống đây mình chia sẻ được không cư sĩ? Xuống núi thì ông thằng gắn ông bảo con ơi con hỡi con à, biệt danh của con đi tới đâu gặp ông thằng gắn thì con giác ngộ lên nhanh. Ông này có một mắt thôi hà. Ồ, một mắt rồi bởi vì ông xấu xí quá, ông phải bịt mặt lỡ. Thằng gắn có một mắt rồi. Con này nó chạm. Đây mà cư sĩ ơi. À, thằng gắn ở chảnh là tu được bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm rồi cư sĩ? Thằng gắn này tu 7.000 năm, náo lai là hồng trần thế gian. Gắn này gắn chúa luôn nghe cư sĩ. Chúa, hút chúa luôn. Mẹ có chúa luôn rồi. 7.000 năm rồi. 7.000 năm rồi, mẹ có chúa không muôn loài luôn rồi. Nó xa cái gì rồi đó. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bà nói tên ta ca chi ạ? Cả tên bịt mặt mà bà đi nói. Ta không cho thấy mà bà đi nói. Mãn xà hả? Gắn to tên gọi mãn xà ha. Ờ rồi. Này là có cơ luôn rồi đó. Sau này nghiệt thú nuốt mà người hung. Ờ. Ai mà được tu ăn nằm xuống cho bò lên lưng ta đi. Gắn này gắn dài lắm chứ không phải gắn cục đầu. Bởi vì ông về cho xác này hì hầm hì hịt hịt. Ta nói xác này bệnh, xác này đâu bệnh đâu. Bà bữa nay mày nhận gà rồi bà con cái xác này của bà. Sao thấy cái xác này khổ quá bà. Mà bà vô cái bà lão. Bà vô luôn rồi, bà vô. Mà bà lão bữa nay mà bà lão. Bà vô rồi bà chỉ cho cái xác này rồi về tu chỉnh rồi. Mệt chưa? Mua xi mè quá. À. Sắc này không có chỉ bệnh, mua xi mè, mày mua xi mè mà xài. Này là ông bà xà ơi. Bây giờ cái lưng nó đau quá, bà xà có thể trị cái lưng tôi được không bà xà? Vô. Trời ơi, một bữa nay vô. Vô luôn á, vô mà được nhắm bà vô được không bà? Được. Vô. Trời ơi, bà xà chỉ bệnh. Vô. Nam mô Di Đà. Ôi. Ta làm bệnh thì nó nên ở đây la rồi làm sao mà hết bệnh được. Mấy ngày hết rồi bà xã. Ta chỉ là tự tâm hiểu biết, để tâm nhẹ nhàng, niệm Phật, không còn lu bu. Nhớ niệm Phật nhiều nhiều vô nghe. Bữa nay ta sức chiêu đó, phải chưa chị ai nha. Đúng rồi, ông có xà tinh nó khúc nọc. Này là thằng Phật xà ở trên núi á, tu 7.000 năm xuống đây đó. Tu 7.000 năm. Quay YouTube á. Quay YouTube luôn. Bà vô đây coi. Hả? Bà vô đây coi. Làm gì? Rồi chút xíu mà bắn số anh liền. Vô sợ bắn xà không chết mẹ đi vô. Bắn xà hiền, bắn xà tu rồi. Tu chứ. Tu vậy là để nó hung nước đường hung tu mà. Bà nó không mà là ăn lạc đó cô. Tu bắn xà cho ngày bắn xà nó tu rồi. Nước người hung bây giờ chờ ngày tu là chờ ngày đã thấy lên hết. Không còn. Tu là tu hung. Rồi, xong. Lấy cái nhà. Khỏe rồi. Hết.
rồi 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 hai người là đấu chiến rồi không. Đây là tình thương mến thương nào mà đóng chiếu được đó. Chị em ta đã rập rồi mà đấu chiếu làm chị ơi thôi. Ừ. Thấy chưa, ra qua chưa? À, thưa Mãn Xà, theo ở trên núi xuống đây là một ông Mãn Xà tu 7.000 năm rồi, còn ông Mãn Xà nào nữa không? Có ông Hổ Mây Lương hả mà ta? Bí mật ta thương mọi người, ta nói luôn, có hổ mây gút nập ở trên xuống trần gian. Trần gian gắn tu đi rồi thấy quyền diệu quyền gì rồi. Bữa nay ta thương ta mới nói gắn tu. Gắn tu tu là gì? Chỉ ăn ở hiền lành, không hơn thua, không đấu đá, không tranh giành ai hết, không gì hết, lấy cái không là màn ba này sẽ quyền diệu quyền gì. Ôi dồi, một mặt gán rồi quý vị ơi, gán tu màn ba tới rồi quý vị ơi. Người nào làm thì làm, còn người nào không làm không làm. Khoản si khoản khoản quán si khoản qua si khoản không biết gì. Người nào không làm thì người đó chiến đấu với mẹ. Thấy người nào làm thì người nào làm, còn người nào không làm không làm. Im. Người nào không làm thì chiến đấu. Im. Còn mình biết vừa thơ vừa thốt vừa cột mà nghe. Đừng nói đi lâm băm lắm bấm thì bị đó này. Ngày nay không phải đơn giản, ta đã về bích mặt, ta không cho thấy mặt nó, ta là hiền mà đừng xen vô. Cơ này là cơ gì? Lục bát dân tiên, ta đã quyền diệu quyền gì? Tâm linh cho đất soi sáng khắp trần miền diễn kỷ, nay được diễn danh cơ hậu hà, ta đã tàu quá dữ rồi. Ta có gì đây? Cấm sông ta đã xuống. Ta đã đây. Trở về đây. Đó ta nói là ta là ma. Ta là ma, mà ma này ma tu. Ta không dặn, ta nói để cho tụi này nó biết chứ để không nó tồi lỗi chứ không có dặn đâu. Mình tu rồi, mình tu. Không, không dặn, không dặn, không dặn, không dặn, không dặn. Không sân si, không sân si, không sân si, không không ai ô. Không sân si, không ai ô. Nam mô Di Đà Phật, mình không tu rồi. Bởi vì ta nói không nghe thì ngồi đó giữ cột nghe đi. Đâu có chết, đâu có móc. Cũng là ta nói ta lên liếp. Ta đâu có mượn nghe. Anh em huynh đệ người nào nghe được thì nghe, vô kênh không nghe vô kênh. Đó là cái nguyên tắc. Cũng như nhiều người nói sao tại sao kêu sát ta đừng lên. Ta biết những gì ta lên. Mình vậy mình người ta chọc mình cũng đừng dặn người ta. Không, đây không dặn đại gì. Tại vì ổng về ổng nói chuyện thôi chứ dặn chi. Bởi vậy người đời đâu có biết đâu. Thấy tại vậy nó tưởng là ta dặn. Đã ta đã tình thương bao là cái ông về má này nó má về má mông cổ. Tình thương bao là má mông cổ. Ma mông cổ. Mà tái sanh tái kiếp lại 7.000 năm. 7.000 năm ha. Quá dữ, 7.000 năm luôn. Hồ ly mấy ngàn năm? Ở hồ ly, hồ ly mấy ngàn năm? Đó, để em ta về em ta nói. Chuyện của em ta để em ta nói. Cho mạo mạo phép xin hỏi là ông Mãn Xà này là ông cái hay là ông đực gì hả ông Mãn Xà? Mãn Xà cái hay đực? Ta không lậu đó, chỉ là biết thôi. Không lậu. Ta không lậu đó, chỉ cho biết thôi. Tại vì cái bà này, cái bà đó đó, cái bà đó là bà nói. Ta không lậu. Má đi rồi. Má đi bán số rồi. Má đi bán số rồi. Ông biết cái kia. Má biết mà má đâu tiêu rồi. Má biết tới tiền kiếp luôn á. Má ta nói mà, ta sẽ trên núi ta về ta đóng ma bịch đầu mà, má đỡ luôn. Rồi giờ không biết cái mới được, làm sao mình chưa ngâu được đây nè. Đã ta mới danh mà. Bà không? Thôi đi hỏi đó làm chi cho bằng lòng mà bằng tâm chỉ là... biết xà được rồi. Vậy, vậy là cũng như là mình cho là nữ với ông, nữ với bà đi. Ai biết mình mà.
Thấy chưa? Cái này được ông bán xà dễ chị bệnh nữa đâu. Bé cho người lại rồi. Bé không? Bé không? Bé thấy. Từ quá dư. Nhân viên quá nó. Không phải đơn giản đâu. Mình lên vô cho ông chị bệnh đây. Này bị dính nặng lắm mà ông bà. Này nó bị bò. Thôi. Nó bị cái bà kia. Bà nói ta là quỷ. Mà nói bà kia nói là tao, ta là quan âm. Ta là quan âm, ta là khùng quỷ. Sao bà không trị? Mà bà nói bà quỷ ban âm. Quỷ là theo chồng bà tới cùng. Cười làm gì dùng mà nãy. Vui con. Cái có gì đâu, bữa nay tại vì đóng dây vui. Trời ơi, dạ, bà bây giờ không biết kêu bà ông rồi. Bà có kêu rồi. Có kêu giờ bà ông này nói mẹ đi. Bữa nay lộn giúp đi, bà ông. Bà bán xà hay là ông bán xà mình mới biết được. Bà bán xà hay ông bán xà? Thằng đẻ trứng ra được á. Đẻ trứng ở vậy bà ơi bà. Ồ, vậy là bà. Nó vậy đó, thằng đẻ trứng ra được. Trứng rắn nè, chứ không phải trứng người ta nha. Vậy là bà đây là hậu ly. Hậu ly mới này gặp mãn thà rồi. Tại vì bữa nay á, người đẹp ơi, đám vợ mình cưới mình vui quá, mình phải đánh dây gì nè. Chứ không có ác cái gì vậy chứ. Bà bán xà ơi, em mình ở trên núi là mình ở trên núi nào mình tui tránh về bà bán xà? Núi nào hả? Dạ. Cái núi nào mà không có người ta ở đó? Núi người ta là núi nào ta? Núi nào không có người núi, ta? Núi nào mà ít người ta ở mà có cả bò Thái Châu lên cái bắt đầu chiều là chạy về không kịp á. Rồi giờ là núi Bà Đô không sao? Đâu. Đâu gì dữ lắm ha bà. Ừ. À hồi đó là hình như là cái ông nói con nào mà tu á về núi Cấm, mà con nào không tu về núi Bà Đội đó hả? Vậy là ủa vậy là bà về núi Bà Đội mà sao bà không tu luôn hả? Thôi Nam ơi, Nam về núi Cấm thì cũng chúc mừng cho Nam nha Nam. Nam to tên gọi Mẫn Xà, vậy là lấy Mẫn Xà này tại Mẫn Xà. Tu 7.000 năm hả phải không bán xà? 7.000 năm. Tái kiếp mà tái sanh là lộn đi lộn lại cũng tao với mày. Theo trên núi Bà Đô Âm vậy là khoảng là bao nhiêu cái vị dán thần tu với đó ha bà bán xà? Tính không phải rồi. Ồ, vì quá nhiều hả? Tính không phải rồi. Tại vì núi ông Cấm một lần cũng nhiều lắm mà giờ núi ông Cấm về qua đó. Tại vì núi ông Cấm nó quá dơ, cái hồng trần quá dơ. Bây giờ mấy vị đó rồi xuống dưới đồng bằng mình hết chưa vậy? Đảm danh vô người luôn. Tới cái tới sinh lại quy tụ quy căn quy hồn lại luôn. Cục đá cũng không thấy hả? Cục đá cũng là mấy ông cũng mấy bà. Cục đá cũng mấy ông mấy bà. Mình là bà ơi, thì hôm nay bà về bà dự cái vợ ngày dỗ của ông cố đi, rồi của bà có bữa nay bà cảm nhận như là ở dưới này bữa nay bà con trong nước ngoài nước bà lại giữ cái lễ hội này gọi như vậy bà thấy vui không bà? Mừng chứ, năm nay ít hơn mà quậy mấy năm trước. Lý do làm sao vậy bà? Sợ quá, thấy thiên tai. Dồn dập, bệnh này bệnh kia chết, bất tử chết trong bấm. Bị phóng xạ, chất đặc đệ. Bà ơi, tại sao mà cái tháng này mà chưa có mưa nè? Ở trên núi Cấm bây giờ là hạn hán là khô hết hồ thiên liêm cái đó nha. Là lý do như thế nào hả bà? Tại vì nắng như vậy thì cho mấy con vi trùng sen nó mới chết. Còn mát thì đó vi trùng sen nó sẽ nẫu cơ lên, người ta còn khổ nữa. Còn chết chóc nữa, cũng như cái vừa qua bị cái gì hồng trần đó, chết nhiều đi thiêu đó. Không biết là
mà nắng lên như vậy đó để cho mà cũng biết nó chết đó. Nó chết, nắng lên nó không xả nó mới chết đó, mà người nào không chịu thì nó sẽ mệt, còn cái người mà được ấy thì nó nhẹ, cũng như cái người mà hốc người ta chịu không nổi thì người ta phải mệt chị à. Rồi theo bởi cái thẻ mặt thình này là nước lớn hay nước nhỏ vậy bà? Mình kêu gắn đi, đừng kêu bài hết. Ờ, nhiều như bà gắn á. Ừ, bà gắn. Ừ. Kêu bà gắn. Ừ, bà gắn đi. Ừ. Thì sao cái lúc này hạn hán quá, mình không biết chừng nào mà để cho mưa cho bà con mình trước mắt cái ruộng đồng mình. Ta đi gắn. Đâu là thấy đi. ông già ông phật lên phật xuống, phật lên phật xuống. Ở đâu về bà gắn? Bây giờ ông vô sắc người hết. Một người nào cũng có hết, không có người nào mà không có chứ, không có người nào mà không có, người nào cũng cái kiếp thú đau lai lợi hết. Ai có ai nói không kiếp thú không? Người nào cũng có hết chứ không phải người nào không có. Mẹ nữ hoa nương nương rồi còn cái thú rồi đó là cục từ cục đó là bà cũng chuyển từ chị tự chuyển lên đúng không? Mẹ nữ hoa nương nương yeah. Mình là con của mấy bạn coi danh thủ bay mấy bay giờ. Rồi theo bà già gì đó, rồi về cái xác này lâu mau rồi bà già. Cái xác này là về cũng hơi lâu mà không nói, biết vẫn biết. Biết. Tranh thủ về đi. Rồi theo ông dài bà dài về cái xác này là để cứu độ chúng sanh hả, là như thế nào vậy bà? Để giúp người chân tu mà trở về quay kịp cho nhanh. Theo lúc này mình còn tu kịp không bà cái tu này thì mình phải sửa đi rồi mình sẽ thấy, mà cái màn này là cái kết cuộc dẹp lộn, không còn để lộn trào nữa. Thấy đình thấy sơn không? Trước cổng đình đó mấy ông thằng đình đó dẹp sành sanh hết, giờ đi rồi thấy liền không còn bao lâu thấy người hiền đáo lai lợi, không còn người hung dữ nữa. Là dẹp hết hả bà? Dẹp hết. Dù ai hung cỡ nào cũng phải dẹp. Dẹp để chi? Dẹp là biết sai đừng biết sửa mới được thôi. Mà theo mà mình tu vậy là mình tu cái thức sao thấy bà chỉ dạy được không? Tu thì ăn ở hiền lành, tu thì có thương đại đồng, không riêng tư ai hết. Không ái nôn, không nạt nộ, không gì hết. Phát si kha vua miết ra vay vay tật vay tật vay mát sức lay tật thế vệ tê quất tết giác tết nhắc tết lật lớp là đi lập. Ai mà hung dữ, ai nghênh ngang thì lết mà bò càng hết. Theo ông Tùng Long biết có thể là bà nói cái tiếng này là tiếng thiên hả, là tiếng tiếng trên hay tiếng dưới gì hả bà? Tiếng đó rồi ta mới dệt là đó đó. Ta mới dệt là ta nói là lê 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 thất lết 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 mắt lết ra đất tuốt lết thơi về quát xa sư hòa là cái phần của đảo Trường Sa ở ngoài biên cương. Cũng trở về đất nước Việt Nam định cho ăn hòa ăn lành ăn vui. Cũng như là hòa bình thế giới đó ha. Hòa bình thế giới, đất nước Việt Nam mình là người trên đã cho đưa xuống trần gian này để gì? Là cái đất mình, rồi Việt Nam mình là giờ cuối, còn mấy nước châu Á, châu Phi
nước tàu, nước Mỹ là tai nạn dồn dập dồn. Đáo giờ quay lại nước của mình. Nước mình tại vì là nó tâm Phật, tâm Pháp. Mà giờ này không tâm Phật là tâm Pháp. Mà đâu phải Pháp gì? Pháp lòng. Pháp lòng. Pháp lòng là pháp sao ha? Pháp lòng là cái pháp tình thương đại đồng. Tâm từ bi ha. Tâm từ bi. Không nghĩ anh em giàu sang phú quý gì hết. Cũng như ngang bằng. Thầy Thánh Thiên Phật, Thánh Thiên Lâm Phạm xuống của tôi, cha mẹ của tôi mà người phân biệt giàu nghèo không? Tại xuống trần này phân biệt thôi. Phân biệt thôi. Còn đối với ma này, đi gặp người nghèo là thương nhiều nhất. Ma này đi gặp người nghèo thương nhiều nhất. Mình thương gì rồi mình có thể mình giúp được cho người nghèo đó không? Ta giúp bằng cái pháp. Trên đưa xuống ta giúp bằng cái pháp. Ta không có tiền, ta không có đồng ngang, ta giúp cái lòng. Giúp chị bệnh được đó hả bà? Thì đó, bây giờ thằng ngắn nãy đó chị cho con có cái thằng gì đó. Chị vô chị rồi. Chị bằng này mình chị mình bằng phép hay là bằng vui gì vậy? Cái đó là phép chứ không phải đừng không mà phép Phật. Tại vì sách này đã nói là mười thiên chư Phật, mười phương chư tăng gắn trao dầu sắc lòng thành từ bi sáu chữ Di Đà nguyện cho tan chướng nghiệp trần gian. Nay đã có duyên lành được xây chuyển dần dần, anh em huynh đệ gán mà sum họp sum dày. Cha mình đã cắt một cái đình ở chung thì đó, giờ ông có cắt cái đình nè. Ngồi ở chung đó. Vậy hả? Ê. Ô, vậy bữa nay mới lộ trời ơi, giờ đâu biết lộ ấy đâu. Rồi. Đó, nghe không? Bởi vì cắt nhiều à. Trời, anh em huynh đệ luôn á, thì tỷ muội nó mới gom lại nha. Ôi giời, bữa nay mới lộ tàn rồi, mô Phật. Trời ơi. Không, ta này bữa nay ta có một con mắt mà nấu bệnh. Ảnh mà. Chưa lộ. Thương anh em quá nói thôi. Thôi thì bữa nay ông bà thằng Gắn về đây thì bà thằng Gắn khuyên cho bà con trong nước ngoài nước ta tu ơi bà. Giờ xin chào nha. Thanh Kiều. Chào một buổi bữa nay là đám dỗ của ông cố Gắn hổ mây sẽ về đây. Chào trong nước ngoài nước anh em ráng lên. Khoan, giác này mình ra mình biểu diễn cái gì cái nữa đi. Ông không phải ông mời ông thằng hổ về luôn đi được không? Đi một hai đường lá lướt cho mọi người được xem luôn á. Ta sẽ mịt mặt ta sẽ đi luôn. Không, nước mà biết để biết trận của môn mặt. Chua. Quá dữ. Rồi, vô đi. Ta sẽ mịt mặt. Quá dữ. Không thấy đường, coi chừng thấy đường không tạo. Thôi cái này mà hổ dày mới đẹp nha. Hổ dày đó, hổ dày mới ghê á. Quá trời. Hổ này. Hổ chúa luôn quý vị. Hổ này hổ chúa vậy á. Quá dữ. Xin xin kêu chào trong nước mình nước nha. A Di Đà Phật. Chào.